Một thuê heo được nuôi nấng và dạy dỗ bởi thầy phù thủy Nudeok trong 10 năm. Cậu có mong muốn được trở thành một pháp sư tài ba để giúp đỡ mọi người, nhưng tất cả những gì cậu học được chỉ là những ngón nghề cơ bản. Một ngày, những con yêu tinh xuất hiện và tấn công ngôi làng của cậu. Thầy phù thủy Nudeok ra lệnh cho Mutterl giải cứu ngôi làng, nhưng cậu phải đeo một chiếc mặt nạ để che giấu thân phận. Liệu phép thuật của Mutterl có giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ không? Chúng ta hãy cùng đón xem bộ phim Pháp sư giấu mặt trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MTV.